Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề Dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao. Hướng đến năm 2025, các xã đặc biệt khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn được đầu tư đường đến trung tâm xã, trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố, để đến năm 2030 sẽ cơ bản hoàn thành việc đầu tư vào các cơ sở hạ tầng trên. Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai các công việc để khởi công các công trình thiết yếu, trong đó hạng mục các công trình trường học được tiến hành thi công sớm nhất. Đây chính là nội dung chính của chuyên đề Dân tộc và phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia vừa mới triển khai, vậy nhưng với nỗ lực của các cấp, các ngành, thời điểm này nhiều công trình trường học trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà đã được thi công, phấn đấu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước tiến độ đề ra. Đây là công trình trường học mầm non Nậm Mòn, xã Nậm Mòn, được khởi công vào ngày 26 tháng 10 năm 2022, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Công trình được thiết kế 2 tầng, gồm 6 phòng học, 4 phòng bộ môn, có WC khép kín. Với giá trị đầu tư gần 12 tỷ đồng, chủ yếu là vốn từ nguồn ngân sách trung ương và một phần ngân sách tỉnh và sự đóng góp của cộng đồng. Việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ đủ phòng học, phòng chức năng cho hoạt động chuyên môn, mà còn đưa thêm một số lớp học từ điểm trường lẻ về điểm trường chính. Để sớm khởi công công trình, đã có sự nỗ lực rất lớn của các cấp các ngành trong thực hiện thủ tục hồ sơ khảo sát thiết kế giải phóng mặt bằng, trong đó có sự chủ động khắc phục khó khăn của doanh nghiệp về vốn và điều kiện thi công. Về vốn thì gia đình, đơn vị thi công sẽ tập trung lực của đơn vị. Đấy, sớm vừa có thể cung cấp được các vật tư để đảm bảo tiến độ công trình. Còn về vốn của chủ tư thì theo kế hoạch thì sẽ bố trí vốn vào sẽ đầu năm tới. Đấy, nhưng về trước mắt là đơn vị sẽ phải bỏ nguồn vốn của đơn vị để đảm bảo được tiến độ công trình nhá. Trước mắt sẽ phải bỏ ra từ khoảng 4 đến 5 tỷ trước để đảm bảo tiến độ đặng. Bên cạnh đó, đơn vị thi công còn nhận sự hỗ trợ tích cực của nhà trường và đơn vị giám sát tháo gỡ các khó khăn về mặt bằng thi công và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đưa vào thi công thì nhà trường cũng phải dọn dẹp các cái đồ dùng, đồ chơi, rồi là phòng ở này, đấy, chỗ ăn, chỗ ở cho các chú thợ cho đảm bảo. Còn đây là công trình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cốc Ly 2, xã Cốc Ly, được khởi công vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, phấn đấu hoàn thành vào đầu tháng 9 năm 2023. Thi công trong điều kiện khó khăn do địa hình địa chất phức tạp, khối lượng đào đắp lớn, đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật. Vậy nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc quy trình đầu tư, giám sát, mọi khó khăn đều được giải quyết. Từ khi mà thi công thì ở đây thì cũng chưa đã vướng mắc một cái gì, và nhà trường cũng rất chi là tạo điều kiện cho công ty vào đây xây dựng là không có một cái vướng mắc gì với bà con mấy cả cán bộ ở trường đây. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án huyện Bắc Hà, năm 2022, toàn huyện được đầu tư 19 công trình trường học. Theo chương trình Mục tiêu Quốc gia, thời điểm này 15 công trình đã được khởi công. Huyện Bắc Hà phấn đấu 100% công trình đảm bảo bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 7 năm 2023. Còn tại huyện vùng cao Simacai, năm 2022, địa phương này được đầu tư 20 công trình từ nguồn vốn của 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Thời điểm này, 11 công trình đã được giải ngân. Simacai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu 100% các công trình hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Đây là công trình trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở số 1, xã Quan Hồ Thần, huyện Simacai.
Công trình có quy mô 2 tầng, gồm 6 phòng học bộ môn với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Long Giang thi công. Cho nó đúng với lại thiết kế thì coi như kỹ thuật của bên B và bên chỗ ban dự án là cũng thường xuyên vào để coi như kiểm tra có gì sai sót chẳng hạn là coi như cùng với anh em coi như thi công đây là khắc phục luôn chứ không phải coi như để cho nó coi như là đến lúc xong rồi thì ra mới khắc phục. Bên chủ tư như bên ban quản lý dự án là giao cho cán bộ kỹ thuật là phải quán triệt với đại đông đốc nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ từng tuần một, cũng như là sáng hàng tuần là thứ hai là phải báo cáo tiến độ để kịp giải ngân. Còn thứ hai là về cái chất lượng thì chúng tôi sẽ quản lý rất là chặt chẽ từ cái khâu vật liệu đầu vào đến cái lúc thi công đào móng là phải nghiệm thu đầy đủ và đúng quy trình. Thời điểm này, 11 trên 11 công trình trường học đã được giải ngân vốn đầu tư, 5 công trình giao thông đã khởi công 1 công trình, 4 công trình giao thông, 4 công trình thủy lợi, nước sạch, bệnh viện đa khoa và khu thể thao đang được hoàn thiện các quy trình thẩm định phê duyệt đấu thầu. Đến thời điểm hiện tại thì là cái số trường học của năm 2022 chúng tôi đã triển khai hiện tại là đã khởi công và thực hiện thi công. Còn các công trình về đường giao thông báo cáo với anh thì đang ở cái giai đoạn là thẩm tra phê duyệt bước bản vẽ thi công. Trong tháng 11 này chúng tôi sẽ hoàn thành tất cái nội dung này và chuyển sang bước chuẩn bị lựa chọn nhà thầu. Ban quản lý dự án huyện cũng cho biết để thực hiện mục tiêu giải ngân tất cả các công trình trong năm, huyện đang tập trung nhân lực, thời gian cho công việc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của người dân. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 dự kiến có 500 công trình. Các công trình chủ yếu khởi công vào dịp cuối năm nay. Điều này đã gây áp lực lớn tới tiến độ, chất lượng công trình. Chính vì vậy, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp. Để nguồn vốn của Trung ương đầu tư hiệu quả nhất, ngay từ khi được giao danh mục các công trình được đầu tư, tất cả các quy trình được nhanh chóng triển khai một cách chặt chẽ nhất. Tại Ban Quản lý Dự án huyện Bắc Hà, từ nhiều tháng nay, cán bộ nhân viên các bộ phận đều tranh thủ làm ngày làm đêm, sao cho hồ sơ các công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng. Bản thân thì cũng sẽ làm theo các thông tư nghị định được nhà nước ban hành, tiến tới là các công trình mà chuẩn bị triển khai đầu tư thì nắm bắt đến tận công trình và hơn nữa là giám sát bố trí thời gian sắp xếp hợp lý để vừa giám sát và vừa quản lý dự án không thất thoát đến tiền của nhà nước và đạt kết quả chất lượng cao và tốt nhất. Thực tế những năm qua, bên cạnh thất thoát tiền của nhà nước do bớt xén nguyên vật liệu làm giảm chất lượng các công trình, rất nhiều các công trình đội vốn gây lãng phí và chậm tiến độ thi công làm suy giảm hiệu quả đầu tư. Ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng này chính là vấn đề quan tâm của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó là các giải pháp hạn chế, ảnh hưởng biến động giá cả thị trường đến tiến độ chất lượng công trình. Ngay từ ngày đầu, Ban Quản lý Dự án đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của ban là rà soát kỹ cũng như về mặt khối lượng cũng như là về mặt đơn giá định mức công tác đáp ứng bằng và đã thể cho cán bộ đi kiểm tra thực tế hiện trường nắm bắt được lại toàn bộ khối lượng thi công cũng như là công tác kiểm kê kiểm đếm để thực hiện dự án làm sao cho một cái nó chính xác nhất. Bên cạnh phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới nâng cao hiệu quả thực hiện tất cả các quy trình từ xây dựng hồ sơ, thủ tục đến kiểm tra giám sát. Việc giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành hữu quan. Thực tế khi thực hiện các thủ tục hồ sơ cũng có một số vướng mắc nảy sinh do một số các quy định không rõ ràng, chung chung, gây nên sự lúng túng trong triển khai.
Phòng tài chính và cơ quan thường trực cũng đã có những cái hướng dẫn cụ thể để thực hiện cái quy trình để làm thế nào để cho nó phù hợp để thanh quyết toán ạ. Theo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia khác theo thời hạn thực hiện là từ năm 2021 đến năm 2025. Nhưng thực tế từ giữa năm 2022 mới triển khai thực hiện. Lý do là các địa phương còn chờ Trung ương ban hành hệ thống văn bản quy định hướng dẫn về cơ chế quản lý thực hiện và giao kế hoạch chương trình cả giai đoạn cũng như kế hoạch năm 2022. Mặc dù vậy, ở tỉnh Lào Cai, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lào Cai đã tập trung chỉ đạo đôn đốc các ngành phối hợp với các địa phương, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn, như kiện toàn tổ chức cùng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp địa phương, xây dựng ban hành các văn bản về cơ chế hỗ trợ, cơ chế quản lý điều hành, hướng dẫn tổ chức các nội dung thuộc chương trình ở địa phương, chủ động ra soát, xác định nhu cầu hỗ trợ các nội dung cho các đối tượng theo quy định của chương trình, từ đó xác định thành các danh mục dự án đầu tư theo dự kiến nguồn lực để triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Trung ương chính thức giao kế hoạch cho địa phương. Đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định giao tổng mức vốn ngân sách Trung ương giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và riêng năm 2022 cho từng huyện, thị xã, thành phố để cấp huyện chủ động phương án phân bổ chi tiết cho các dự án, nội dung thuộc chương trình. Tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cả giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh với đầy đủ nội dung theo quy định của Chính phủ. Cùng với đó, trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện các chương trình phải đảm bảo hiệu quả thiết thực, nêu cao vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng trong tất cả các khâu, từ lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện, quản lý giám sát. Từ sự chủ động tích cực như trên, tiến độ về tổ chức thực hiện giải ngân vốn kế hoạch chương trình của tỉnh Lào Cai năm 2022 được đánh giá top đầu toàn quốc. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất lớn, với rất nhiều công trình đồng loạt tổ chức thi công. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc cung cấp nguyên vật liệu, nhân lực thi công, quản lý giám sát. Vì vậy, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Thực hiện cái việc mà giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo vừa là đáp ứng là phải tiến độ giải ngân nguồn vốn theo thời hạn quy định. Cái thứ hai là phải đáp ứng được cái yêu cầu là phải đảm bảo đúng cái trình tự quy định, tránh cái trường hợp là giải ngân bằng mọi giá. Cho nên là cái này thì vừa là cái trách nhiệm của các chủ đầu tư, của cấp huyện, rồi của các cái cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát. Bên cạnh việc kiểm soát thị trường cung ứng vật liệu xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thi công, đồng thời đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp mang tính đồng bộ như tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu của cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động theo hướng đổi mới cách thức, phương thức công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân. Tiếp tục ra soát, xây dựng hoàn chỉnh các cơ chế chính sách, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Tới đây, chuyên đề Dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.